Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua bản update 17 tháng 11 này của Lazaka sẽ có gì nha. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một số skin sẽ có trong bản update lần này nha. Update lần này chúng ta sẽ có hai chế độ mới. Chế độ đầu tiên là khi trên bản đồ có thông báo hiện một cái vòng tròn ấy thì chúng ta hãy tới vòng tròn và ấn E để gia nhập. Nếu mà địch vào trước thì chúng ta sẽ không vào được đâu. Mình thấy chế độ này anh em đánh Viperling với gặp Matari mà có hai ulti thì bá luôn. Như mình và thằng bạn mình vào chưa kịp làm gì thì đã bị ulti của Viperling và Matari giết chết luôn rồi. Đánh cho đúng phế luôn ạ. Ok, nếu anh em đánh thua thì anh em sẽ được khoán thời gian là 4 phút rưỡi để ăn hồn của một người nào đấy, không thì anh em sẽ chết. Còn nếu anh em thắng thì chúng ta sẽ nhận được một cái dương có 3 cái là Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ. Thanh Long thì sẽ hồi sinh lực mục tiêu phe ta, hồi hộ giáp cho bản thân, và đồng thời thì anh em ship ở đâu thì sẽ có một cái tia sét giật ngay đằng sau đấy. Chu Tước thì khi chúng ta chết chúng ta sẽ được hồi sinh và không bị mất đồ. Huyền Vũ thì chúng ta sẽ phát hiện được kẻ địch ở trong vòng phạm vi 100m và được hồi sinh lực cho bản thân. Tiếp theo ở bản update lần này chúng ta sẽ có một cái vài cái cổng ở map mới, thì cũng không có gì, cổng chỉ để dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác một cách nhanh hơn thôi. Mình thấy cổng này khá tiện, mình và thằng bạn mình chia nhau ra nhập đồ ở hai khu vực khác nhau trên bản đồ rồi tập trung lại một cách dễ dàng hơn.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với côn, một vũ khí mà anh em mong chờ nhất trong bản update lần này. Đầu tiên sẽ là đòn chuột trái và chuột phải của côn. Cũng giống thương thôi, không có gì đặc biệt. Tiếp theo sẽ là đòn hâu chuột trái và chuột phải của côn. Anh em mà cầm kata né thì khỏi né luôn, nó đập cả trước cả sau. Cũng giống với thương, chúng ta sẽ có một đòn hâu với stack 1.5, sẽ lao vào kẻ địch và chống gậy như con khỉ. Khi anh em hâu 1.5 và phi tới trước mặt địch, nếu anh em dùng chuột trái thì sẽ là đánh thường và lao vào kẻ địch. Còn nếu anh em dùng chuột phải thì chúng ta sẽ đập xanh xuống và mấy phát sau sẽ là bá thẻ tím. Anh em lưu ý là nếu mà chúng ta đập hai phát xanh đầu tiên trúng kẻ địch thì những phát sau bá thẻ tím sẽ được lâu hơn. Còn nếu mà đập không trúng thì bá thẻ tím chỉ được 2-3 phát thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ngọc. Hiện tại thì vũ khí côn này chỉ có hai loại ngọc, là một ngọc vàng và một ngọc tím là đâm côn. Ngọc vàng thì chúng ta có một cách sử dụng khá là mới, là khi hâu 1.5 xong, anh em hãy ấn chuột phải thì sẽ tự động sử dụng ngọc thôi. Tiếp theo chúng ta đến với một cái là búa rèn. Mình thấy cái này rất là hay. Chúng ta có thể rèn từ thương sang côn, hoặc là từ côn quay lại sang thương. Mình thấy trong trận đấu thì nhặt được côn vàng khá là khó, có khi là khó hơn là thương. Nếu mà có cái búa rèn này thì chúng ta có thể rèn từ thương vàng sang côn vàng, rất là hay. Ok, mình nghĩ đến đây là hết rồi. Nếu mà mình có làm thiếu phần nào thì anh em hãy comment xuống dưới để cho mình và mọi người cùng biết nha. Cảm ơn anh em đã xem.